6 thí sinh xuất sắc nhất được vào chung kết xếp hạng giải Sao Mai. Sau đêm tranh tài thứ 3, hành trình còn lại của Sao Mai 2022 chắc chắn sẽ càng quyết liệt và gay gắt hơn. Vì đây là sân khấu của các giọng hát xuất sắc nhất cuộc thi. Tối mùng 2 tháng 10, đêm tranh tài thứ 3, vòng chung kết toàn quốc giải Sao Mai 2022 đã diễn ra tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Tiệp, Hải Phòng. Theo đánh giá của ban tổ chức, sau đêm thi thứ 2 diễn ra vào ngày 25 tháng 9, giải Sao Mai 2022 vòng chung kết toàn quốc đã hoàn thành 1/2 chặng đường và cũng đã chia tay một nửa số thí sinh tham dự vòng chung kết. Sao Mai 2022 đã trải qua 3 tuần nhiều cảm xúc và ấn tượng. Hành trình còn lại của Sao Mai 2022 chắc chắn sẽ càng quyết liệt và gay gắt hơn, vì đây là sân khấu tranh tài của các giọng hát xuất sắc nhất cuộc thi. Ban giám khảo đêm thi thứ 3 gồm có nhạc sĩ Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, trưởng ban giám khảo. Các thành viên ban giám khảo là đại tá, nhà giáo ưu tú Xuân Thủy, hiệu trưởng Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, nghệ sĩ nhân dân Quốc Hưng, trưởng khoa thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, nghệ sĩ ưu tú Phương Thảo, nhà hát ca múa nhạc Việt Nam, nghệ sĩ ưu tú Thu Huyền, phó giám đốc điều hành nhà hát chèo Hà Nội, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong, ca sĩ Khánh Linh. Trong đêm thi thứ 3, 9 giọng hát nổi bật ở 3 phong cách âm nhạc được trao cơ hội để chứng tỏ rõ hơn bản lĩnh và tài năng. Sau khi bốc thăm, trình tự dự thi của 9 thí sinh và 3 phong cách âm nhạc trong đêm thi thứ 3 theo thứ tự sau. Phong cách dân gian gồm các thí sinh Lê Thị Minh Ngọc, số báo danh 7, Đặng Thị Thùy Dương, số báo danh 11, Nguyễn Thị Thu An, số báo danh 2. Phong cách thính phòng gồm các thí sinh Phạm Thị Lan Quỳnh, số báo danh 9, Nông Thị Anh Thơ, số báo danh 1, Nguyễn Thị Vân Anh, số báo danh 18. Phong cách nhạc nhẹ gồm các thí sinh Đoàn Hồng Hạnh, số báo danh 15, Hồ Văn Can, số báo danh 3, Trịnh Văn Núi, số báo danh 12. Đây là đêm thi đầu tiên mỗi thí sinh sẽ có 2 phần dự thi gồm đơn ca và thử thách đối đầu, tam ca. Trong phần thi hát đơn ca, với phong cách thính phòng là thể loại tác phẩm quốc tế, có lời Việt, phong cách dân gian với chủ đề di sản, hát văn, quan họ, sầm, chèo, dân ca. Và phong cách nhạc nhẹ với thể loại tác phẩm dốc. Trong thử thách đối đầu, tam ca, cả 3 thí sinh trong từng phong cách âm nhạc hát chung một bài hát do giám đốc âm nhạc và ban tổ chức lựa chọn riêng. Từ kết quả đánh giá của ban giám khảo, đêm thi thứ 3 đã tìm ra 6 giọng hát xuất sắc nhất ở 3 phong cách âm nhạc để tiếp tục thi đêm chung kết xếp hạng. 2 thí sinh phong cách dân gian gồm Lê Thị Minh Ngọc, số báo danh 7 và Nguyễn Thị Thu An, số báo danh 2, phong cách thính phòng gồm Phạm Thị Lan Quỳnh, số báo danh 9 và Nguyễn Thị Vân Anh, số báo danh 18, phong cách nhạc nhẹ gồm thí sinh Đoàn Hồng Hạnh, số báo danh 15 và Trịnh Văn Núi, số báo danh 12. Cổng khán giả bình chọn thí sinh được yêu thích nhất trên ứng dụng VTV Go sẽ chính thức đóng lại lúc 8 giờ ngày 4 tháng 10 năm 2022.